Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau 47 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam đã trở thành một thành viên có nhiều đóng góp và dấu ấn trong hoạt động của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Việt Nam, 192 votes. Chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ lớn lao này từ phía các thành viên của Liên Hợp Quốc cho thấy sự ghi nhận của các nước thành viên với truyền thống dương cao nguyên tắc độc lập, cũng cho thấy sự ghi nhận của các nước thành viên đối với những thành tựu trong quá trình đổi mới toàn diện của chúng tôi, và đồng thời cũng là đối với chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập và hợp tác của chúng tôi. Việt Nam đã trở thành ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hai nhiệm kỳ, là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Hợp tác Quốc tế Liên Hợp Quốc và tổ chức UNESCO. Trong gần suốt nửa thế kỷ đồng hành cùng Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn được đánh giá là thành viên hết sức tích cực, chủ động và có khả năng gánh vác nhiều trọng trách lớn nhằm chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển. Hơn 800 sĩ quan quân đội Việt Nam tích cực làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng đã và đang được Việt Nam tích cực triển khai. Trong gần 50 năm qua, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang phát triển rất tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam cũng trở thành một đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng như của Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất sâu rộng cả về kinh nghiệm, ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc. Diễn ra trong bối cảnh thế giới và Liên Hợp Quốc đang chứng kiến nhiều biến chuyển sâu sắc với nhiều thách thức. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng ra soát, tìm các cách thức hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho đến năm 2030, đề ra các định hướng lớn về phát triển cho giai đoạn tới. Tại Liên Hợp Quốc, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh cũng tạo ra cho Việt Nam một nền tảng để hợp tác với các nhà lãnh đạo toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội quan trọng để Việt Nam dẫn đầu và đóng góp vào các cuộc đối thoại toàn cầu cũng như các hành động tiếp theo. Trước đó vào ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong thông điệp ghi hình gửi tới sự kiện đã khẳng định cần có tư duy mới, cách làm mới cho tương lai thế giới. Việt Nam cam kết đóng góp vào những nỗ lực chung này để người dân được hưởng thụ đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai.